Phone Vlog Minnesota xin chào mừng khán thính giả. Thưa quý vị, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, bà Katie McFarland, tin rằng Tổng thống đương nhiệm sẽ là lãnh đạo quyền lực hơn sau khi trực tiếp trải nghiệm virus corona Vũ Hán. Bà McFarland nói, đó không phải là điều gì đó ông ấy đã đọc trong sách vở. Ông đã tới trường học về virus corona. Điều đó sẽ khiến tiếng nói của ông ấy về những gì đất nước này đang trải qua mang tính thuyết phục hơn. Ông đã được cung cấp tóm lược về tất cả những biện pháp điều trị thử nghiệm, các quy trình cũng như vaccine sắp ra mắt. Điều đó sẽ thực sự làm cho ông ấy trở thành một vị lãnh đạo quyền lực hơn rất nhiều. Tổng thống Donald Trump vào thứ hai 5 tháng 10 đã được xuất viện Walter Reed trở về tòa Bạch Ốc sau khi đội ngũ bác sĩ của ông xác nhận tổng thống đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn. Joe Biden không phải những năm gần đây mới gây ấn tượng đâu quý vị ạ. Biden từng nói Park tối cao pháp viện là ngu ngốc vào năm 1983. Vào năm này, Joe Biden là thượng nghị sĩ của tiểu bang Delaware. Lúc đó, cố tổng thống Ronald Reagan muốn thay thế ba thành viên của Ủy ban Dân quyền Thượng viện. Ông Biden đã lập luận rằng, mặc dù việc làm đó thuộc quyền của tổng thống, nhưng có nguy cơ gây tổn hại đến uy tín của ủy ban. Biden viện dẫn dự luật Park tòa án không thành công của cố tổng thống Franklin Roosevelt vào năm 1937. Park the Court chỉ dự luật cải cách thủ tục tư pháp trao cho Tổng thống quyền chỉ định tối đa thêm 6 thẩm phán bổ sung cho tòa án tối cao. Như vậy sẽ có tổng cộng 15 thẩm phán tòa án tối cao. Biden đã nói Tổng thống Roosevelt rõ ràng có quyền gửi đề xuất đóng gói tòa án. Về mặt pháp lý, ông ấy hoàn toàn chính xác, nhưng đó là một ý tưởng ngu ngốc. Đó là một sai lầm khủng khiếp, thật sự khủng khiếp nếu mắc phải. Chờ xem nếu dân chủ làm điều trên thì thế nào nhé, vì Kamala Harris đã làm lơ khi Phó Tổng thống Mike Pence đặt vấn đề trên. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thực ra đang giúp cho Tổng thống Trump thắng cử. Với một pha chính trị nghẹt thở hạng tồi, bà ấy đã khuấy động cử tri của Tổng thống Trump giống như ai đó chọc một cây gậy vào một tổ ong vò vẽ đang giận dữ, đồng thời gây chú ý đến một điểm rất yếu của dân chủ Kamala Harris. Với nhiều sự phô trương, Pelosi, dân chủ California, đã giới thiệu một dự luật có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc loại bỏ một tổng thống khỏi chức vụ nếu một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đồng ý rằng người đó không còn khả năng thực hiện các nhiệm vụ của vị trí của mình. Bà ấy đề xuất luật mới để làm nổi bật mối lo ngại của bà ấy rằng cuộc đọ sức gần đây của Tổng thống Trump với COVID-19 mà ông đã được chích steroid đã dẫn đến một số suy giảm khả năng phán đoán. Dự luật sẽ chẳng đi đến đâu khi Thượng viện do Grand Old Party, Đảng Cộng Hòa lãnh đạo. Động thái này nhằm mục đích làm chệch hướng việc bà Pelosi không thông qua dự luật kích thích kinh tế. Nhưng động thái của bà Pelosi đã phản tác dụng. Tổng thống Trump ám chỉ rằng mục đích thực sự của dự luật là giúp Đảng Dân Chủ dễ dàng gạt Joe Biden sang một bên nếu Joe Biden giành chiến thắng vào tháng 11 và thay thế ông ta bằng người đồng hành của mình là nghị sĩ Kamala Harris, Dân Chủ California. Đây là một trò chơi ngu ngốc của Pelosi. Nhiều người sẽ tin vào lời khẳng định của Trump khi họ chứng kiến Joe Biden suy giảm nhận thức. Theo một cuộc khảo sát của Zogby được thực hiện vào tháng 6, đa số 55% cử tri được khảo sát cho rằng có nhiều khả năng rằng Phó Tổng thống Biden đang trong giai đoạn đầu của chứng mất trí nhớ, đó là khi chú Joe vẫn đang trốn trong tầng hầm của mình. Giờ đây, khi nhiều người đã nhìn thấy ứng cử viên Đảng Dân Chủ đang gặp khó khăn về nhận thức và trí nhớ, niềm tin rằng ông Biden có thể không thể phục vụ 4 năm tại vị chỉ có tăng lên chứ không hề giảm. Vấn đề là cử tri không tin là Kamala Harris có thể đảm đang trọng trách tổng thống và rồi sẽ đẩy nước Mỹ đến suy vong vì sự yếu kém và gian dối của bà ta. Khi tranh cử trong đảng chỉ có 6% cử tri dân chủ ủng hộ Kamala, điều đó nói lên sự đánh giá thấp Kamala Harris như thế nào. Và với quá khứ tồi tệ của Harris, nếu phải lựa chọn giữa Trump và Kamala Harris, thì có lẽ 70% cử tri độc lập, những người quyết định cuộc bầu cử sẽ chọn Donald Trump. Ông Joe Biden, cựu phó tổng thống, lại mắc lỗi ngớ ngẩn, đọc dầm mức lương tối thiểu cho người dân Mỹ là 15 triệu đô la, thay vì ông muốn nói 15 đô la. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden
lại bị hố lời khi đọc nhầm dòng chữ từ máy nhắc ở xa, kêu gọi mức lương tối thiểu 15 triệu đô la, thay vì nói 15 đô la, sự phụ thuộc quá mức của ông vào máy nhắc chữ đã tạo ra hết vụ hớ hên này đến vụ hớ hên khác. Joe Biden đang nói về chính sách xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện mức lương đủ sống. Trước tiên kêu gọi mức lương tối thiểu 15 triệu đô la, sau đó ông giảm xuống mức lương tối thiểu là 15.000 đô la, trước khi cuối cùng quyết định ở mức 15 đô la. Việc ông Biden phụ thuộc vào máy nhắc ở từ xa, kết hợp với sự suy giảm trí nhớ của ông đã liên tiếp mang lại những pha nực cười cho bàn dân thiên hạ, nhưng lại khiến các nhà dân chủ phải rầu lòng. Chưa kể mỗi khi nói, Joe Biden lại kéo khẩu trang xuống dưới cằm. Thế thì chẳng hiểu đeo khẩu trang để làm gì, vô ích và thừa thãi. Mới tháng trước, ông Joe Biden đã đọc luôn cả cụm từ End of Quote, có nghĩa là kết thúc câu trích dẫn, trong khi đọc lại một bài phát biểu cáo buộc Tổng thống Trump âm mưu tước bỏ an sinh xã hội và y tế cho người cao niên, khi tâm trí không còn minh mẫn và phụ thuộc hoàn toàn vào máy nhắc đọc. Nên ông Joe Biden đọc tất cả những gì ghi trên máy nhắc, kể cả dòng chú thích. Vào ngày 10 tháng 10, bác sĩ Nhà Trắng, tiến sĩ Sean P. Conley cho biết, Tổng thống Donald Trump có thể dừng tự cách ly và quay trở lại lịch trình hoạt động bình thường. Bác sĩ Conley cũng nói rằng, Tổng thống không còn mang nguy cơ lây truyền nhiễm virus corona Vũ Hán cho những người khác. Trong bản ghi chú của bác sĩ Conley nêu rõ, tối nay tôi vui mừng thông báo rằng, ngoài việc Tổng thống đáp ứng các tiêu chí của CDC về việc ngừng cách ly an toàn mẫu PCR COVID sáng nay cho thấy, theo các tiêu chuẩn đã được công nhận, ông ấy không còn bị coi là có nguy cơ lây bệnh cho người khác nữa. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ quy định tiêu chí để kết thúc quá trình tự cách ly đối với những cá nhân được chẩn đoán dương tính với virus corona Vũ Hán là cá nhân đó đã thực sự cách ly trong 10 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng hết sốt và không cần sử dụng thuốc ít nhất 24 giờ và các triệu chứng khác của bệnh COVID-19 đang được cải thiện. Bác sĩ Conley nói, thể trạng của Tổng thống Trump đáp ứng tất cả các tiêu chí của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và tất cả các triệu chứng của ông đã được cải thiện. Bản ghi nhớ nói thêm rằng, sau khi thực hiện một loạt các xét nghiệm chẩn đoán cho Tổng thống, không còn bằng chứng về việc virus corona Vũ Hán tiếp tục tái tạo trong cơ thể của ông. Bản tin kế tiếp, thối đạo đức giả của bà Nancy Pelosi đeo khẩu trang không đúng cách khi chỉ trích Tổng thống Donald Trump nhiễm COVID-19. Trong một bài phát biểu ngay sau khi Tổng thống Trump bị nhiễm COVID-19, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đeo khẩu trang không đúng cách. Một lần nữa, thối đạo đức giả của người đàn bà quyền lực nhất trong đảng Dân Chủ lại bị bộc lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Khi bà Nancy Pelosi họp báo, tuyên bố sẽ lập ra một ủy ban quốc hội có quyền phế chức một tổng thống khỏi chức vụ theo tu chánh án thứ 25. Bà diện một bộ váy màu xanh lam và khẩu trang cùng tông. Trong cuộc họp báo, bà Pelosi liên tục đặt câu hỏi liệu Tổng thống Trump đã thực sự phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 hay chưa, và đe dọa rằng ông đang ở trạng thái bị thay đổi. Tuy nhiên, trong khi cáo buộc Tổng thống Trump gây nguy hiểm cho người dân Mỹ vì không đeo khẩu trang hay tổ chức những cuộc vận động đông người trong thời buổi đại dịch, thì bà Pelosi có vẻ không nhìn lại mình vì bà đeo khẩu trang như để là trang trí, làm đẹp, tông xẹt tông với trang phục hơn là những người xung quanh. Bởi bà đeo khẩu trang không đúng cách trong khi thuyết trình khẩu trang không che mũi. Đây không phải là lần đầu tiên mặt nạ đạo đức giả của bà Pelosi bị phơi bày. Tổng thống Trump nói rằng bà Pelosi đã giết chết quy định của chính đảng Dân Chủ khi thuyết giảng mọi người khác về việc phải đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách xã hội trong đại dịch COVID-19. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã xem video.